Kính thưa bà con, hôm nay giao chùa Hương cho khách đi chạy dinh. Trước khi đi thì anh em uống miếng nước cho nó khỏe, để anh em đem chồn về dinh nuôi nó được tốt hơn. 80 chuồng cái, 3 con chuồng được nhảy. Xin mời bà con theo dõi nha. Cái vào. Rồi đem đi, chú đem vô, cái được rồi. Kính cho phải cái không? Được đúng không? Tiếp nhận kia được phải được không? Kiểm tra kỹ cái đúng không? Cái vào. Có được cái. Có kiếm này được hả? Được. Đây này. Được cả. Ba được hả? Hả? Ba được. Lá cho nó quay mặt quay. Ba được 8 cái à? Cái con dài đòn bốn lưỡng lưỡng. Chú quay một quay. Chú quay một quay cho đi.